Một bản báo cáo của Reuters dự báo rằng đến hết năm nay, dịch vụ gọi taxi qua di động Uber có thể đạt số lượng gọi xe tăng gấp 3 lần so với năm ngoái, tổng doanh thu trước khi trả cho tài xế dự báo lên tới 11 tỷ đô la và sau khi trừ chi phí, lợi nhuận có thể đạt 2 tỷ đô la. Reuters cũng dự báo rằng năm sau, tổng doanh thu chưa trừ chi phí của Uber có thể lên tới 26 tỷ đô la. Uber chưa đưa ra bình luận về dự báo này, nhưng có thể thấy rõ rằng, bất chấp sự phản đối tại nhiều quốc gia, Uber vẫn đang phát triển mạnh mẽ. Giá trị thị trường hiện tại của Uber là 50 tỷ đô la. Chủ tịch của hãng IPO Premium.com, ông Francis Gaskin nhận định, mức doanh thu của Uber hiện nay cao gấp 25 lần so với những công ty công nghệ từng đạt được trong những ngày đầu sau IPO. Hiện tại, Uber đang hoạt động ở 57 quốc gia, bao gồm Ấn Độ. Sắp tới, Uber sẽ còn gắn cả Wi-Fi trên xe để hút khách.